Trước khi bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta vào cuối tuần này, miền Bắc trời nắng nóng nhiều nơi, nguyên nhân là bởi bão số 3 đang mạnh lên nhanh, tích tụ năng lượng hút mây ẩm về phía trung tâm bão. Ở rìa phía tây và tây bắc của cơn bão là đới gió phân kỳ thổi từ đất liền ra nên là bắc bộ quang hết mây, trời nắng gắt và nóng khô. Dự báo ngày mai thì nhiều nơi từ vùng núi xuống đến đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tăng cao, nắng nóng 35 36 độ C và khả năng miền Bắc còn nắng nóng đến hết thứ sáu. Từ đêm thứ sáu bão số 3 tiến gần hơn thì trời sẽ chuyển mưa diện rộng.